hướng dẫn coi bên công ty Hoàng Pino tắt cái tài khoản chạy quảng cáo Google Ads ha. Ở trong này nó còn dư 1,8 triệu mấy á, thì để vô cái này á, mình đang kêu nó trả lại 1,8 triệu mấy, thì ở đây nó có hướng dẫn các cách làm sao để check coi cái số cân đối trong tài khoản ha, làm sao để cancel tài khoản và để nhận được cái refund ha. Mất 2 tuần để nhận được cái số tiền hoàn trả lại nha. Rồi thì để lấy lại tiền á, thì vô cái icon cài đặt nè, sau đó nhấn vào cái phần underneath setup, click reference, rồi click vô reference rồi ha, thì nó sẽ vô cái này, sau đó click vào account status và mở nó ra. Account status là mở nó ra đây, rồi click vào cancel my account ha. Nhớ là chỉ có những người ở quyền cấp độ admin mới có thể cancel cái tài khoản của họ để nhận được cái khoản thanh toán nha. Nếu bạn không có tài khoản admin đó, thì bạn sẽ không có cancel được được cái trong cái references nha. Rồi thì mình sẽ nhấn vào trong cái này là cancel ha. Account name hả? This is the name that everyone who access to this account will see. Cái Vũ Minh Hoàng đúng không? Ủa? Ok. Vũ Minh Hoàng phải không? Sao nhỉ? Ủa nó kêu rồi, your account actually cancel my account nè. To stop running and trying pausing your campaign. If you cancel your account, your ad will stop running and you will receive the final bill which today. Thì tôi cancel cho cậu. Rồi xong. Cancel the account. Thì nó sẽ mất 60 ngày để nó hoàn tiền lại cho cậu vô chính cái tài khoản của cậu là nửa tháng ha. What the heck? Hình như là 2 tuần. Còn cái này thì nó mất gì đó. Rồi, the real estate read. Ok, nói chung là nó xong rồi đó. Tôi thấy cái email nó gửi đến cái phần cancel rồi. Thì cái bill nó action. Cậu tự check trong cái phần Gmail hoangpianostore@gmail.com nha. Còn bây giờ tôi sẽ tháo cái account của tôi ra luôn. Rồi, clean cái account. Có gì tự vô coi check lại nha. Ok, no. Không có link mà vô cái phần Access and Security. Ok, trong này là trong quyền admin là có tôi với cái email này ha. Bây giờ tôi sẽ tháo cái email tôi ra. You will not able to undo this action to prevent a status call. You will need to invite this. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất coi coi nửa tháng có lấy tiền lại được không nha. Rồi có gì thông báo ha. Rồi tôi quay lại cái account của tôi.